Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo các anh đi vào thành đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ đang bữa ăn. Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa kẻ nộp người cũng hỏi: "Ráp đi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các con thiếu nhi thân mến, hôm nay là chiều thứ tư tuần thánh, thời gian cuối cùng của mùa chay thánh để chúng ta cùng bước vào Tam Nhật Thánh. Chiều ngày mai thánh lễ tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, và ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta được lắng nghe cuộc thương khó của Đức Giêsu, kể lại biến cố Đức Giêsu tử nạn trên thập giá, và đến đêm thứ bảy chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại sau khi ngài đã chết vì tất cả chúng ta. Ngày thứ tư thì Đức Giáo Hoàng nói ngày thứ tư này còn được gọi là thứ tư phản bội. Ngày thứ tư trong tuần thánh được gọi là ngày thứ tư phản bội, bởi vì trong tin mừng ngày hôm nay hình ảnh của ông Judas Iscariot, kẻ đã bán đứng thầy của mình, kẻ phản bội thầy của mình, đã được ghi khắc rất là rõ. Chúng ta thấy là giữa bữa ăn, Đức Giêsu nói rằng một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn lắm và nhốn nháo hỏi rằng ai vậy? Thế thì Chúa Giêsu nói rằng là kẻ chấm chung bánh với thầy thì đó là kẻ nộp thầy. Thì Chúa Giêsu đưa cái dĩa bánh ra để mà Judas Iscariot chấm vào đó. Chúng ta thấy rằng kết thúc bài tin mừng ngày hôm nay có một cái câu nói mà làm cho chúng ta nghe chúng ta cũng thấy lạnh hết cả người. Sau khi chấm chung bánh dĩa với lại thầy của mình thì Judas Iscariot này, đọc lại cho chúng ta này. Chúa Giêsu nói rằng là đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ nộp người cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Cái câu nói này nó khắc họa lên cái hình ảnh của Giuđa Iscariot hết sức là rõ, mà cái rõ này nó cũng làm cho tất cả chúng ta, nếu mà suy niệm suy tư, chúng ta sẽ thấy lạnh hết cả người. Thế nhưng nếu như hình ảnh của Judas Iscariot được khắc họa rất là đậm nét đó, thì Chúa Giêsu của chúng ta sẽ là bao la, sẽ là đậm hơn rất là nhiều, và cũng là thật ý nghĩa khi ngày hôm nay chúng ta quyết định dâng thánh lễ cùng với tất cả cộng đoàn. Hôm nay thì có lẽ là đông nhất cộng đoàn hiệp ý với chúng ta, hơn 200 người hiệp ý chúng ta. Và đầu lễ chúng ta đã lắng nghe có những lời cầu nguyện rất là tuyệt vời, rất là hay, không có thời gian để đọc hết này. Có những người suy gẫm lại quá khứ của mình rồi thấy rằng là Thiên Chúa yêu thương, tha thứ cho chúng ta. Với cá nhân tôi thì từ sáng tới giờ thì tôi cũng cứ suy nghĩ xem rằng là mình có bao nhiêu lần được Chúa tha thứ, đâu là kinh nghiệm được tha thứ của chúng ta. Thế thì tôi cảm thấy rằng là cứ có thời gian suy gẫm lại quá khứ, chúng ta sẽ thấy rằng là cả một cái chặng đường quá khứ, nhất là cái tuổi 18, 19, 20 đến 20 mấy, 30 đấy, gẫm lại cái giai đoạn đó
thì chúng ta mới thấy rằng Chúa đã dẫn chúng ta đi qua những con đường quá là nguy hiểm, thế mà chúng ta đi qua được. Đấy là bởi vì chẳng phải chúng ta tài giỏi gì đâu, chẳng phải chúng ta đạo đức thánh thiện gì đâu, nhưng mà Chúa đã bù lấp hết những cái vấp ngã của chúng ta. Nếu chúng ta có thời gian gẫm lại quá khứ của chúng ta, ở đây có các bác ban hành giáo, ở đây là 50-60 tuổi, chúng ta nghĩ thuở mà chúng ta mới lấy vợ lấy chồng với nhau đấy, gia đình chúng ta rồi, con đầu lòng rồi, kinh tế thì khó khăn, công ăn việc làm thì khó đấy, vợ chồng rất là nhiều cái khó khăn, thế mà chúng ta đi cho đến ngày hôm nay thì chắc chắn là đấy là sự tha thứ. Chúa cũng đã tha thứ nhiều phen, rất rất nhiều phen. Chúng ta gẫm nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy ớn lạnh, và cũng nhìn lại quá khứ để thấy rằng hồng ân nối tiếp hồng ân cho tất cả chúng ta. Thế thì ngày hôm nay chúng ta xin ơn Chúa tha tội cho chúng ta. Trở lại câu chuyện tin mừng ngày hôm nay, thế thì trường hợp của ông Judas Iscariot thì thế nào? Chúa có tha thứ tội cho ông ấy hay không? Dựa theo lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng sáng hôm nay thì Ngài cũng nói rằng là cái tội của chúng ta ngày hôm nay là cái tội phản bội đấy. Chúng ta cũng là những Judas, và Đức Giáo Hoàng nêu ra cái chuyện mà bóc lột những người nghèo, bóc lột những người nghèo, và thậm chí là trong gia đình anh em bóc lột nhau, anh em bán đứng nhau, mà thậm chí có những gia đình con cái còn bán đứng cha mẹ. Đức Giáo Hoàng Ngài nêu ra một cái trường hợp cụ thể rằng là có những gia đình nhá, anh em con cái là vì công ăn việc làm, thế là đưa bố mẹ vào trong trại, trong gì đó, dưỡng lão, đưa vào dưỡng lão, con cái đưa bố mẹ vào trong viện dưỡng lão mà không đến thăm, không có gửi tiền, không có mua quà cho bố mẹ, đó là bán đứng, đó là bán cha bán mẹ của mình. Cái Ngài nêu ra cái điều đó. Thì trong Việt Nam của chúng ta thì thật sự thì cũng chẳng có cái viện dưỡng lão để mà chúng ta có cơ may đưa bố đưa mẹ vào đó. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không thấy bố mẹ sinh ra 7-8 đứa con ấy, nhưng mà lúc về nhà thì đứa nào cũng muốn nhường cái phước bố mẹ đó cho đứa khác. Đấy cũng là những cái suy nghĩ cho chúng ta. Thế thì Đức Giáo Hoàng có chia sẻ cái ý này thì tôi chia sẻ lại để cũng rất là hay. Thế thì mặc dù là ông Judas khi đã bắt đứng thầy của mình thì sau đó ông ta mới giật mình, và ông ta mới thấy rằng là mà Chúa Giêsu bị bắt thật luôn đó, thì là lúc ông ta mới sững sờ, và ông ta nhận ra là mình đã phản bội thầy mình. Mình đã làm một cái điều mức là bán đứng người thầy của mình, bán đứng người công chính, và ông ta đã mang 30 đồng bạc gặp những người thượng tế và nói rằng là tôi trả lại các ông cái số tiền này bởi vì tôi đã bán đứng một người công chính. Thế nhưng những người đã nhận đã gọi là đã đưa tiền cho Judas đó, những người đã mua, đã gọi là đã có cái hợp đồng này đó, người ta không nhận, và Judas thất vọng, không muốn nói là tuyệt vọng. Thì Đức Giáo Hoàng nói là đấy, cái hậu quả của tội lỗi nó là như vậy. Khi chúng ta quay lưng lại với Chúa, tức là chúng ta phạm tội và đi theo ma quỷ, thì ma quỷ chỉ đưa chúng ta đến sự thất vọng, đến sự tuyệt vọng mà thôi. Đây là cái hình ảnh rất là hay. Vì thế chúng ta lại càng xin Chúa tha tội cho chúng ta. Nếu Chúa không tha tội mà nếu chúng ta cứ ở trong tội thì cuộc đời chúng ta chỉ mãi mãi là đi sâu vào những nỗi tuyệt vọng, những cái thất vọng nối tiếp thất vọng, nối tiếp thất vọng và tuyệt vọng mà thôi. Một cái ý nhỏ thứ hai, để chúng ta được Chúa tha thứ thì thứ nhất chúng ta phải xin. Giống như là bài ca nhập lễ chúng ta hát ấy, lạy Chúa, Chúa biết rõ tội của con. Giống như hình ảnh của cái anh thu thuế vào nhà thờ ấy. Lạy Chúa biết rõ tội con. Không phải con bây giờ là kiểu như là đáng chết rồi đó, đáng tội đáng chết rồi. Nhưng Chúa là Chúa của tha thứ, Chúa của lòng thương xót. Con biết con đáng tội phải chết. Con có bị phạt thì cũng là đích đáng, hay là như là cái tên trộm lành đó. Nhưng Chúa của lòng thương xót thì cậy vì Chúa là Chúa của lòng thương xót. Thì để được tha thứ thì chúng ta phải xin. Và chiều hôm nay thì chúng ta đã xin, tha thiết xin. Và có một cái ý thứ hai, để được tha thứ thì Chúa cũng muốn chúng ta cũng hãy tha thứ cho anh chị em mình.